Sứ Lya chào cả nhà ha. Hôm nay thì bên vườn em giới thiệu cả nhà mình 15 cây sứ zin và cây sứ ghép luôn nha. Giá cây em bán đây có giá từ 100.000 cho đến 600.000 một cây. Rồi mình có cây số 1. Số 1 là cây zin nha cả nhà, kỳ duyên. Đây, kỳ duyên, cái hoành đế này rất là đẹp nha. Đế nó to khoảng 4 gang tay em vòng lại. Đây là gốc zin nha cả nhà. Đây tàn của mình nè nha. Giống này thì nó hoa quanh năm luôn. Hoa ba lớp màu hồng, kỳ duyên. 450.000. Số 2 một cây hàng VIP dạng to. Hành 90. Hành gốc đó nha. Rồi, cây này là ghép quyết thắng ba lớp màu đỏ nha. Đây, quyết thắng mình đang vô nụ. Cây tựa nó dài tầm 1 gang tay em, có cái thì nó ra gần 2 gang luôn. Tàn bông tròn, có một bo là của Ngọc Ngân. Ngọc Ngân là dạng lá cẩm thạch nè cả nhà. Lá nó mới non, lá non mới ra thì nó màu trắng nha, trắng viền đỏ. Khi mà nó trưởng thành thì thêm màu như thế này nha, trắng bông xanh, trắng có đốm đốm xanh á. Rồi cây tựa dài, củ già, ghép 7 bo, 1.300.000. Số 3, số 3 thì hàng VIP dạng thấp hơn. Cây ghép 9 bo, 350.000, ghép giống Butterline, 3 lớp màu vàng có sọc đỏ. Butterline là màu vàng nhạt nhạt, sọc đỏ nha. Cây tàn tròn, 350.000. Số 4, hoàng tài, 5 cánh màu đỏ. Hoàng tài ghép 8 bo, 350.000, những cây hàng VIP này tán tròn nha. Số 5 là một em hàng VIP. Cái hoành gốc này là cả hơn 4 gang tay em vòng lại. Ghép 11 bo, 600.000. Tàn cây của mình đây ạ. 600.000. Số 6, kim phá 3 lớp màu vàng, lớp bìa có lem đỏ. Kim phá ghép 10 bo, 350.000. Số 7 là Vân Huế 7, 2 lớp màu hồng. Giống này là hoa rất là rộ. Trong những mấy video mấy ngày hôm nay là do không có bông, là chỗ em mấy ngày hổm bị mưa, ông trời mưa liên tục cả tuần lễ luôn, nó hư nụ hết trơn. Rồi, số 7 là Vân Huế 7 nha, 2 lớp màu hồng, giống này hoa rất là rộ. Cây 11 bo, 350.000. Số 8 là Hồng Chi, màu trắng viền hồng, giống này cánh dày và hoa nở căng, nhìn rất là bắt mắt nha. Đây, cái tàn cây của mình nè. Đây, mình xem cũ nữa ha. Ghép 10 bo, 600.000, Hồng Chi. Số 9, từ 9 đổ về sau là hàng chậu C10 và C9A nha cả nhà. Số 9 là ghép Phượng Hồng, hoa ba lớp màu vàng, cánh phớt hồng. Ghép 5 bo, 100.000. Số 10, cây ghép 2 tầng. Cái tầng thấp á là Kiều Mỹ, vàng cam, sọc đỏ. Tầng cao là Lucky, màu đỏ, sọc trắng. 3 lớp, cây 5 bo, 150.000, ghép 2 tầng. Số 11, Đại Mỹ Nhân, 5 cánh, trắng viền đỏ, cây 7 bo, 100.000. Số 12, Phương Lam 21, 21 cánh, đỏ, viền, tím, cây 6 bo, 100.000. Số 13, Phú Thành, 3 lớp, đỏ tươi luôn, cây 9 bo, 120.000. Số 14, Minh Hoàng, 2 lớp, vàng, có sọc. Minh Hoàng là màu vàng đậm luôn nha, cây 10 bo, 100.000. Số 15 cây cuối, Anthracene, 4 lớp, đỏ, viền, trắng. Anthracene ghép 7 bo, 100.000. Anthracene đỏ đậm luôn nha cả nhà. Rồi, hiện nay thì đang lọt vô khung Tết ha, nên em bán hàng em sẽ gom đơn. Mình xem trong video này yêu thích cây nào thì cứ alo đặt hàng. Bên em bán gom đơn, khi qua Tết nhà xe và bưu điện họ đi lại thì em sẽ gửi hàng cho mình. Trước khi em gửi hàng em sẽ điện báo trước với mình ha. Rồi, cả nhà ai chưa bấm đăng ký kênh thì mình hãy bấm đăng ký nè, và bấm vào chuông thông báo để mỗi khi em đăng video mới lên nó sẽ báo cho mình tiện theo dõi nha cả nhà. Hiện nay thì khách mua một lần 5 cây em sẽ tặng cho mình một cây sứ hạ lai tạo ha. Cây sứ hạ lai tạo đó cái gốc nó tầm bằng cổ tay đến cùm chân mình nha.
Còn mua 10 cây em sẽ tặng cho mình một cây sứ ghép. Rồi, chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình vui vẻ.